CLX 34 xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay thì em lên sóng cho các mình một mẫu xe mà cá nhân em đánh giá rằng là một chiếc xe cực kỳ là hot ở trong phân khúc, chạy cực kỳ là đàm chắc các bác nhá. Chiếc xe này của nhà em là Kia Sportage, sản xuất năm 2012, trang bị động cơ là 2.0 số tự động máy xăng. Xe được mang ngoại thất là màu nâu, nội thất là màu ghi. Và một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhá. Có khung gầm chắc chắn cũng như là tôn vỏ dày dặn, đi cực kỳ là sướng luôn. Trước này thì các bác cùng em đi tổng thành form dáng của em nó đây, 2012, thế nhưng mà form dáng của em nó còn rất là căng, còn rất là căng các bác nhé. Các cái đường gân các bác nhìn cho em này, các cái đường gân nó chưa có dấu hiệu là bị dập các bác nhé, chứng tỏ rằng là chiếc xe này nguyên zin nguyên bản. Và các bác nhà mình cùng em đi hết một vòng của chiếc xe để tham khảo xem là form dáng cũng như là các cái chi tiết của em nó còn đẹp hay không các bác nhá. La răng các thứ thì các bác nhìn đây, la răng thì to bản, có kích thước chiếc này có kích thước là 18 inch, thế nên là các bác nhìn này, tổng thành form dáng của em nó nhìn rất là khỏe luôn. Dạ vâng, vừa rồi thì em đã đi cho các mình một vòng chiếc xe Kia Sportage. Bây giờ các bác nhà mình cùng em đi chi tiết về trang thiết bị cũng như là nội ngoại thất, về khoang máy của chiếc Kia Sportage để cho các nhà mình cùng tham khảo các bác nhé. Đầu tiên là về phần đèn pha của chiếc xe. Đèn pha được trang bị là đèn bi xê lông này, siêu sáng, và kết hợp cho các nhà mình một nữa là một đèn halogen và có giải đèn LED định vị ban ngày các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Có cả đèn xi nhan đã được tích hợp trên đèn pha cho các nhà mình rồi. Tiếp theo thì xe cũng được trang bị đèn gầm, đèn gầm các bác nhé. Và mặt cảng ca lăng đây, các bác nhìn cho em cái mặt cảng ca lăng đây, đúng với cái thương hiệu của Kia. Các bác nhìn cái là nhận dạng được luôn các bác nhá. Mặt cảng ca lăng thì những cái phần nhựa, các bác nhìn cho em những cái phần nhựa nhám này, nó còn rất là đẹp các bác nhá, nó chưa có dấu hiệu bị phai màu và nó cũng chưa có dấu hiệu bị dập gãy. Phần mạ chrome thì sáng bóng này, mạ chrome sáng bóng các bác nhá, không có dấu hiệu bị oxy hóa. Tiếp theo thì mời các bác nhà mình cùng em đi về phần la răng đây. La răng thì là 5 chấu kép các bác nhá, 5 chấu kép và được phay mặt rất là đẹp luôn. Đấy, được phay mặt rất là đẹp luôn. Một dàn lốp Michelin hàng sorry các bác này. Sorry các bác, đây là một dàn lốp bác chủ vừa mới thay các bác nhá. Đấy, một dàn lốp còn rất là dày. Đây các bác nhìn này. Đấy, dày bịch luôn các bác nhá. Và vẫn còn nguyên dâu từ nhà sản xuất này. 4 phanh ABS chống bọc cứng an toàn các bác nhá, trang bị 4 phanh ABS chống bọc cứng an toàn. Đấy, đương nhiên thì theo năm tháng thì cái mặt la răng nó cũng sẽ bị hao mòn theo thời gian một chút các bác ạ. Đấy, các bác nhá, nó có chảy có xước một tẹo, không ảnh hưởng gì nhiều. Tiếp theo thì chiếc này được tích hợp là xi nhan tích hợp trên gương rồi các bác nhá, bằng giải đèn LED và có 4 tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, mở cửa thì là thông minh một chạm các bác nhá. Mời các bác nhà mình cùng em đi chi tiết về bên trong nội thất của em nó đây. Nội thất thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta, đó là ghế lái là ghế chỉnh điện 8 hướng các bác nhá. Ghế lái là ghế chỉnh điện 8 hướng. Và cũng như là các phím bấm ở trên tab ni đây. Gương kính chỉnh điện có kính lái là kính auto. Các bác nhìn này, các phím bấm còn cực kỳ là sắc nét. Tiếp theo thì các bác có thể quan sát đến phần vô lăng của chiếc xe. Vô lăng thì đã được tích hợp rất là nhiều bàn phím cho các nhà mình, như là ga tự động cruise control, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, lách qua chuyển bài. Và có hỗ trợ đổ đèo ngang dốc cho các nhà mình này, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Đấy, mời các bác nhà mình cùng em đi về bên trong các bác nhé. Tiếp theo thì chiếc xe này có đề lổ start top cũng như là điều hòa auto hai vùng độc lập các bác nhé, điều hòa auto hai vùng độc lập. Và đã bác chủ đã lên cho các nhà mình là màn hình Android giải trí rồi, cũng như là cam hành trình các bác nhé, cam hành trình. Đấy, một bác chủ rất là chăm chút và giữ gìn chiếc xe. Thế nên là các bác nhìn cho em cái má ghế của ghế bên phụ đây. Đấy, nó gần như là còn căng và mọng các bác nhá, chưa có dấu hiệu bị nhăn bị nhào. Duy nhất thì có cái ghế lái là cái ghế vị trí ngồi nhiều nhất thì nó có một chút hao mòn theo thời gian. Đấy, là nó có nhăn. Đấy, các bác nhá, có nhăn. Thế nhưng mà về tổng thể thì chiếc ghế lái này nó vẫn còn rất là căng. Đấy, còn rất là căng và mọng ạ. Tiếp theo các bác nhìn cho em cái khuy cửa đây. Khuy cửa sáng choang các bác nhá, cũng như là chưa có dấu hiệu vặn mở tháo lắp. Đấy, tiếp theo là ốc bản nề đây, các bác nhìn cho em ốc bản nề này. Đấy, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Một chiếc xe 2012 mà có ngoại hình này, cao to cũng như là bên trong thì rộng rãi các bác nhá, bên trong không gian ngồi rộng rãi. Và
Và các bác nhìn cho em hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai có gối tựa đầu cho người thứ ba và cũng như là có bệ tì tay kết hợp với hộc để cốc nước các bác nhá. À, khi các bác nhà mình đi full tải, tức là đi ba người, thì các bác nhà mình có thể gạt lên rất là rộng rãi luôn. Cũng như là cái không gian để chân này, các bác nhìn này, không gian để chân nó cũng rất được tối ưu, nên là nó không hề có cái dấu hiệu là bị chật các bác nhá. Da ghế thì còn rất là căng đấy, các bác nhìn cho em này, da ghế căng mọng đấy. Một chiếc xe mà sản xuất năm 2012, thế nhưng mà các bác nhà mình có thể thấy đấy là full công nghệ, full option đấy. Đèn thì đây, các bác nhìn cho em cái đèn hậu đây. Đấy, đèn hậu thì được chia ô, các bác nhìn cho em này. Đấy, đây là đèn led các bác nhá, đèn hậu được chia ô, đèn led. Khi mà các bác nhà mình đi buổi tối thì định vị đấy, rất là đẹp luôn. Định vị nhìn cái là biết ngay đây là chiếc Kia Sportage các bác nhá. Đấy, dạ vâng, chiếc này thì cũng đã được trang bị cho các nhà mình là cam lùi rồi này. Đấy, cam lùi rồi các bác nhá, đây cam lùi đây các bác nhá. Cũng như là cảm biến cảnh báo va chạm ở phần đuôi. Đấy, có 4 mắt cảm biến cho các nhà mình. Khi các bác nhà mình lùi xe thì càng gần vật cản thì cái cảm biến này nó sẽ kêu càng to các bác nhá. Đấy, và đây là khoang cốp của em nó này. Đấy, khoang cốp thì rộng rãi. Đấy, các bác nhìn cho em này, cực kỳ rộng rãi luôn, dành cho bác nào phục vụ gia đình. Đấy, đi chơi hoặc về quê cũng như là đi du lịch các bác nhá, để thoải mái tầm 4 cái vali to. Đấy, bác nào mà có vali nhỏ thì để được tầm 6 cái vali nhỏ các bác nhá, cực kỳ rộng rãi luôn. Đấy, dạ vâng, vừa rồi thì em đã review cho các nhà mình tổng thành form dáng nội ngoại thất của em nó một vòng để cho các nhà mình tham khảo. Đấy, bây giờ thì mời các nhà mình cùng em đi về chi tiết về khoang máy của chiếc xe các bác nhá. Đấy, dạ vâng, mời các nhà mình. À, dạ vâng, đây là khoang máy của chiếc xe các bác nhá. Khoang máy thì sạch sẽ các bạn. Khoang máy sạch sẽ đây, các bác quan sát cho em này. Đấy. Keo chỉ thì nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, keo chỉ nguyên zin nguyên bản, cũng như là các bác nhìn cho em những cái lỗ này. Đấy, tròn, không có dấu hiệu bị méo. Đấy, không có dấu hiệu bị méo các bác nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Chiếc xe này thì bác chủ cũ có chia sẻ rằng là hơi nó kém rồi, thế nên là bác chủ bác ấy rất cẩn thận.